Và rồi, em xin được mến chào toàn thể đại gia đình đam mê mai vàng rừng của em nha. Thì cả nhà ơi, thì hôm nay em tiếp tục giao lưu với cả nhà một số phôi mai rừng. Bữa nay cây cũng khá là sạch sẽ nha ha, để đẹp, tay cành khá là mịn cả nhà. Đó. Và cái như cái nhà em xin nhắc lại là bên em có bán mai rừng là có dịch vụ là nhận chăm sóc bao sống cả nhà nha. Nhận chăm sóc bao sống khi cả nhà đang băn khoăn hay là đang chưa có rảnh để trồng phôi mai rừng mà rất là yêu mến mai vàng thì cứ alo, bên em sẽ nhận gửi cây cả nhà ha. Thì cái nhà cứ khi cái nhà đã cọc gửi lại thì mỗi tháng thì cái nhà cứ gọi em đó, để em cập nhật tình hình cây đó. Thì em cũng xin nhắc lại là em chỉ bên em chỉ nhận ghép, có nhận ghép những cây lùn chứ không ghép những cây cao cả nhà nha. Đó, em xin nhắc lại một lần nữa, và nếu anh rất mong được sự yêu mến ủng hộ nhiệt tình của cả nhà. Và mẫu bát đầu tiên với cái mã là C1. Đó, đây là một cây trực, tài cành rất là đều nha. Vào số đó chị. Tài cành đều luôn nha ha. 48 hoành cả nhà. Cao 82. Cao là 82. Bầu đế 44. Bầu đế 44. Cây đặc cả nhà ha. Đế cây này quá ok cả nhà. Cây này đế ok cả nhà. Quá ok cả nhà mình đây. Đây, em sẽ quay cái bộ đế chưa cả nhà ha. Cây này đế cám cực kỳ nhiều cả nhà. Đây. Những cọng đế cám đó nha. Đế đều cả nhà. Đế cám cái này rất là nhiều cả nhà. Đó. Cái cọng đế uy tín nha ha. Cọng đế thấy uy tín rồi. Cây đế 24 giờ cả nhà. Cây đặt sạch sẽ luôn. Đó. Quá đẹp cả nhà. 48 hoành. Rồi, thì với cái mã là C1 này thì em cũng xin được mạn phép giao lưu với cái nhà là 1800k, 1800k cho cái mã là C1 cái nhà nha. 48 hoành, 1800k. Tiếp tục đến với cái mã là C2, một cây siêu đế luôn cái nhà. Cây siêu đế luôn cái nhà mình ơi. Đây cái nhà. Bộ đế kinh khủng cái nhà. 1 2 3 4 5 6. 6 cây đế kìa. Cây đế quá dữ dằn cái nhà. Đế siêu đẹp quá, cây sạch sẽ nha. Cây đặt cái nhà nha. Gọi số đi chị. Xây cây là chị. Wow. 42. 42 hoành cái nhà. Cao 49. Cao là 49. Bầu đế 47. Bầu đế 47, xoay vòng chị. Bầu đế quá đẹp cái nhà mình đây. Quá khủng khiếp bầu đế này. Để hơi lại thú cái nhà ha. Từ từ chị xoay dữ vậy. Để hơi lại thú cái nhà ha. Tài cành là mình luôn cái nhà. À, quá đẹp cả nhà, lâu lâu con cây đế dữ dằn cả nha. Bộ đế là rất là uy tín cả nhà. Đây nha. Đế dữ dằn. Này, em thấy đứng góc độ này cái nhà xây này, cái nhà thấy bộ đế nè. 24 giờ đế lai thú, rất là đẹp. À, lâu lâu có cây mai rừng mà bộ đế quá chuẩn cả nha. Toàn thấy rễ không nha ha. À, tay cành là ok luôn á, lùng lực. Rồi, với một cây bộ đế 24 giờ này hoành 42 thì em cũng xin được mạn phép giao lưu với cả nhà là 1600k. 1600k đã bao gồm phí vận chuyển một cây đế quá dữ dằn cả nhà. 1600k cho cái mã là C2 của chúng ta cả nhà. Tiếp tục đến với một góc lùng lực cả nhà. Cây quá ok. Cái này chỉ có bị lũa một nhỏ xíu đây thôi cả nhà. Nước động thôi cả nhà, nhỏ xíu thôi. Về chám lại còn cái cây đặc cả nhà nha. Còn số đó chị. Hoành 48 hoành cả nhà mình đây. Cao 45. Cao là 45. Bầu đế 47. Bầu đế 47 gì đo cái hoành là gì? Rồi 49 hoành là nó 48 luôn. 49 hoành cả nhà nha. 48. Đây quá lực cả nhà. Quá lực cả nhà. Đế rễ là ok cả nhà. Cây rễ cắm khá không định cái nhà, rễ to cũng nha,
Đây, 1 rễ, 2 rễ, 3 rễ nè, 4 rễ, 5 rễ cả nhà. Đây nè, thêm cái rễ tẻ đây nè, 6 nè cả nhà. Quá lực cả nhà. Quá lùng, quá lực cả nhà mình đây. 48 hành. 48 hành. Rồi, với cái mã C3 này em xin được mạn phép giao lưu với cái nhà là 1.500k. 1.500k một cây, quá lùng, quá lực cả nhà. 1.500k cho cái mã là C3 cả nhà mình đây. Tiếp tục đến với cái mã là C4 của chúng ta cả nhà. Cây quá đẹp cả nhà ơi. Cây làm ra tay cành này quá quyết cả nhà. Cái này cả nhà muốn chơi một cây mà có tán xòe. Một tán xòe vẫn đẹp ha. Anh em muốn chơi dáng bay vẫn được ha. Nhưng mà cái này sẽ cốt cách này mình chơi dáng một cái dáng một cái tàn xòe mâm xôi cả nhà thì nó sẽ hấp dẫn hơn. Tay cành rất là đều luôn. Còn số đó chị. Cây đế rất là mạnh cả nhà nha. Cây này bộ rễ rất là mạnh 24 giờ luôn. Tí em sẽ quay cả nhà xem nha. Hoành 37. 37 hoành cả nhà. Cao 45. Cao 45. Bầu đế 36. Bầu đế là 36. Đây cả nhà, em đứng gì cả nhà không thấy đế cả nhà. Đế cái này nè, quằn quại luôn. Tán này, cây này quá lực quá cả nhà, quá đẹp cả nhà. Cây này mà Tết đưa vào nhà chơi được cái quá whip nha ha. Đó, cái này. Còn dần rễ quá dữ dằn cả nhà. Đây, rễ cuồn cuộn nè, rễ cám lên cái này thấy nè. Đây là rễ cám của mai rừng nè, thấy không? Đó, nè, mới xịt lên xíu mà nó phun rồi. Quá trời rễ cây này vậy. Cây quá khỏe, cây này phải nói bao khỏe luôn. Quá ok, tàn cực kỳ là quái luôn. C4 này rất uy tín cả nhà ha. Rồi, thì với cái mã là C4 này thì em cũng xin được mạn phép giao lưu với cả nhà là 1.500k. 1.500k đã bao gồm phí vận chuyển cho cái mã là C4. Tiếp tục đến với cái mã là C5, một cây đế khủng khiếp cả nhà. Giót đỉnh luôn cả nhà ơi. Đế khủng khiếp giót đỉnh luôn. Quá dữ dằn cả nhà. Còn số là gì? Quá như búp măng luôn nha. Hoành 56 hoành cả nhà. Cây khá là to cả nhà. Cao 55. Cao là 55. Bầu đế 60. Bầu đế là 60 luôn cả nhà. Quá dữ dằn nha. C5 mình rất ok cả nhà. Đế khủng khiếp cái này, quá đế rồi. Rồi, ở phía đây là cái nhà. Nó có vị trí này là cái nhà, nó bị lũa. Nó bị lũa phần này cái nhà nha. Phần này lũa tới đây hết cái nhà nha, tới đây hết nha. Phần này cái da này là bao luôn nha. Cái nhà da nó bao được hết rồi nha. Đó, phần này da nó bao hết nha, chỉ có lũa phần này thôi. Đó, nó có lũa miếng này thôi cái nhà, từ đây tới đây ha. Đó, miếng nhỏ này ha cái nhà. Còn ngoài ra phần này nó bao hết à. Như ví dụ như cái này nè. Cái nhà thấy là tưởng đâu là lũa nhưng mà thực sự nó đã bao rồi cái nhà. Bao rồi ha. Đó. Vị trí này cũng bao rồi luôn nha, thấy không? Nó chớm lên bao rồi nè, chỉ có phần này thôi. Chỉ có phần này là lũa một miếng này thôi cả nhà. Đó, một miếng này thôi cả nhà. Rồi xây chị. Cây bộ đế rễ rất là nhiều cả nhà, rễ cám nè. Đây rễ cám rất là nhiều cả nhà. Cây đế khủng khiếp cả nhà. To, 56 hành. Rồi, thì với cái mã là C5 này thì em cũng xin được mạn phép giao lưu với cái nhà là 2.200k. 2.200k cho cái mã là C5 cái nhà nha. C5 em xin được mạn phép giao lưu với nhà là 2.200k, đã bao gồm phí vận chuyển cái nhà mình đây. Tiếp tục đến với cái mã là C6 cái nhà. Cây quá ok cái nhà mình đây. Tay cành giót, cây đặt cái nhà nha. Vào số chị. Cây đế dữ dằn luôn nha. Tí nữa quay bộ đế nhà xem nha. Cây này tác phẩm là khá là hay luôn cái nhà. 49 hoành cái nhà. Cao là 95. Bầu đế là 40 cả nhà. Quá wow, tay cành là mê luôn nha. Quá wow, ok. Tay cành quá im nha. 49 hoành. Thấy thần quá hay luôn cây này. Quá đẹp. Cái nhà đế nè, cái nhà thấy đế nó quấn cục vậy không nhà, thì là thấy dưới lớp trên thôi, ở dưới này đế cùng hai ba lớp luôn, 1, 2 nè, 3 nè, đế cám nè cái nhà, đó đế cám luôn, đây nè đế nè,
đây, để hai bộ đất đây, đây đầu rễ đây nè, đây thêm đầu rễ nè, cây cây này khỏe, rễ quá nhiều luôn, để hai bộ tầng đó cả nhà. Quá thấy quá đẹp cả nhà. Rồi, rồi thì với cái mã C6 này, với một tác phẩm rất là hay, em xin được mạn phép giao lưu với cái nhà là 2500k, 2500k cho cái mã là C6 của nhà nha. Tiếp tục đến với cái mã là C7, cây quá trời, nó mình nó gần cốt, cuồn cuộn cái nha. Đây, cái này lũa đó cái nha, cái này là cái lũa sẹt cái này thôi. Cây ok hết, đặc, cây giòn da cây nữa nha. Hỏi số đó chị. Năm mươi bốn hoành cái nhà. Cao 52. Cao là 52. Bầu đế là 51 cái nhà. Quá tàn giót bút măng cái nhà. Cây dùm gân cốt. Già cây quá im cái nhà. Quá im ha. Quá im cái nhà. Dàn rễ quá khiếp. Rễ cám cái này rất là khỏe nha. Giờ rễ rất là khỏe luôn. 1 2 3 4 5 6 nè. Những cái rễ nè, 7 nè, 8 nè. Quá xa rễ luôn. Cây rễ dữ dằn cả nha. Cây quá trời rễ luôn. Quá trời già cây. Rồi, thì với cái mã là C7 này thì em cũng xin được mạn phép giao lưu với cái nhà là 2000k. 2000k cho cái mã là C7 cái nhà nha. Tiếp tục đến với cái mã là C8. Quá cây này đế 24 giờ rồi. Cây này nhìn dàn rễ cả nhà thấy không? Toàn là rễ không? Cây đặc luôn nha ha. Vào số đó chị. C8 rất ổn định luôn nha. Hoành 49. 49 hoành cả nhà ơi. Cao 55. Cao là 55. Bầu đế là 46. Quá trọng rồi nha. Quá ok. Quá dàn rễ quá khủng khiếp đó nha. Cây này quay chị. Đây em sẽ đứng từ xa nè. Quay xuống nha, thấy nè. Dàn rễ nè. Tròn đều. Quá ok luôn nha. Đặt luôn thôi nha. Ủa rồi, thì với cái mã C8 này 49 hoành thì em cũng xin được mạn phép giao lưu với cái nhà là 1500k. 1500k đã bao gồm phí vận chuyển cả nhà nha. Cây quá ok cả nhà. Ủa rồi em xin phép xuống clip với cái mã là C8. Tục đến với cái mã là C9, một cây tác phẩm rất là hay cả nhà. Hay từ bộ đế tới tay cành luôn cả nhà. Đây, đế quằn quại luôn mà do tới để cám cả nhà. Móc tới để cám hay thấy uổng quá. Nên không có tiếp tục sâu nữa nha. Đế dữ dằn luôn, đế ôm hết bầu luôn nha. Đế cuồn cuộn nha cả nhà. Cây này bộ đế quá hay cả nhà. Cây khỏe đặc cả nhà ha. Còn số đó chị. Cây đặc tu luôn. Đo thẳng thước lên chị. Ở phía sau đưa đôn lên. Xéo thước, đo thẳng thước lên ngay. 245. Đi đo thẳng thước lên đây. Cái thứ nó bị xéo bên đây là bên phía tay trái là đó đúng rồi, chèn lên cái đó, đó đúng rồi. 45 hoành. 45 hoành cả nhà. Cao 68. Cao 68. Bầu đế 42. Bầu đế là 42. Cây dàn rễ quá quá khỏe. Thế thần quá hay luôn đó nha. Quá đẹp cả nhà. Ủa rồi, thì với cái mã là C9 này, tài cành quá đẹp luôn. Thì em cũng xin được mạn phép giao lưu với cái nhà là 1700k. 1700k, 1700k cho cái mã là C9 cái nhà nha. Ủa rồi, em sẽ tiếp xuống lúc với cái mã là C9.
đến với cái mã là C10. Quá là đẹp cả nhà ơi. Cây mà đế lên đẹp dữ dằn cả nhà. Vào số đó chị. Thân lượng mà chia cạnh ở trên nó rút. Hay quá, hay luôn. Hoành 40. 40 hoành cả nhà. Cao 58. Cao là 58. Bầu đế 42. Bầu đế là 42. Quá chị khéo cây cả nhà ơi. Cái này mà đưa vô nhà chưng Tết thì thôi. Hết ý luôn ha. Để tay cạnh. Quá mịn luôn. Cây quá hay. Cây đấy đẹp dữ dằn, tay cành cũng đẹp luôn nha. Rồi, thì với cái mã là C10 này thì em cũng xin được mạn phép giao lưu với cả nhà là 1.700k. 1.700k cho cái mã là C10 cả nhà. Rồi, tiếp tục đến với cái mã là C11 cả nhà. Cây giót lên rất là đẹp nha. Vào số chị. Hoành 38 hoành cả nhà. 32. Cao 1.2. Rồi xoay vòng chị. Tay cành quá ok cả nhà ơi. Cây đặt cả nhà nha. Rồi em sẽ quay bộ đế cả nhà xem. Đây đế cái rễ rất là nhiều. Đây rễ nè. Đây. Quá rễ ok quá nha. Ở đây nó có miếng thẹo đây cả nhà nha. Ở đây cây có miếng thẹo đây cả nhà. Ở ngoài ra cây đặt nữa cả nhà. Có miếng thẹo đó. Rồi. Thì với cái mã là C11 này thì em xin được mạn phép giao lưu với cả nhà là 1.800k. Ồ lộn lộn sorry cả nhà. 850k. Với cái mã là C11 này em xin giao lưu với nhà 850k. 850k cho cái mã là C11 cả nhà nha. Đến với cái mã là C12, một cây đặc tu luôn cả nhà. Đế dữ dằn. Vào số đó chị. Đế rễ cắm rất là nhiều, tay cành đặc tu luôn. Giót đỉnh luôn. Cây cũng khá là trọng cây. 49 hoành cả nhà. Cao 70. Cao là 70. Bầu đế 44. Bầu đế là 44. Quay bộ đế cả nhà thấy rễ cám dữ dằn luôn cái này. Đây, rễ nè. Ui rễ cám mà khủng khiếp nữa nha. Đây rễ nhỏ nè, đây rễ nè. Đó, rễ nè, rồi rễ cám nó nổi lên nè. Cây này rễ dữ dằn luôn trời. Đây là có cái cọng rễ nè cả nhà nè. Cọng rễ này đây uy tín luôn, rễ cám trong đây cực kỳ nhiều. Cái cọng rễ này cả nhà thấy không? Thấy rễ cám nó trồi lên đây không? Đó. Cái cọng rễ này thấy nó quá khỏe luôn. Đây là thêm một rễ nè. Cây này quá khỏe. Những kiểu cây này nuôi chắc chỉ cần quấn thân rồi, không cần chùm bi lông nữa nha. Tại rễ nó quá khỏe. Cây đặc tu luôn nha. 49 hoành. Cây rất là to. Rồi. Thì với cái mã là C12 này, em cũng xin được bạn phép giao lưu với cái nhà là 1.700k. Đã bao gồm phí vận chuyển cả nhà nha. Cây đặc tu luôn, để rễ khỏe. Rồi với cái mã C12 này cũng đã kết thúc clip của tối hôm nay. Em chân thành cảm ơn cả nhà đã xem hết clip của em. Em xin chúc cả nhà có nhiều niềm vui, sức khỏe và hạnh phúc bên mái ấm gia đình. Và thấy bà nhà bên em bán có tâm, bán cây ok chất lượng như anh em đã biết mua bên em rồi. Thì cho em xin một cái lượt like để không có động lực cả nhà ha. Đó, nhà nhớ có gì thời đang băn khoăn hay gì đó cứ gửi lại vườn. Cứ gửi lại vườn. Đó. Giá lên một số, nói chung là giá chúng ta thỏa thuận cả nhà. Tùy cây lớn nhỏ thôi. Có những cây thấp thấp thì em ghép được, những cây cao thì ghép không được. Tại cao quá thì sau này đóng khung để giữ bo thì khó. Giữ bo ghép ở cả nhà, những cành ghép á thì nó khó giữ. Đó, vì thế là em chỉ nhận những cây ghép, những cây lùng thôi. Đó. Vừa rồi thì em cũng xin tạm dừng clip ở đây. Em xin tạm biệt cả nhà. Rồi chào cả nhà nha. Vừa rồi em xin kết thúc clip tại đây cả nhà nha.